Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Kim xin giới thiệu các bạn sản phẩm Hot Gel tan mỡ bụng của mỹ phẩm Top White, được tặng kèm một thước dây và một quấn ni lông. Kim Liên sử dụng sản phẩm này và Kim Liên đã giảm được 10 cm mỡ bụng. Cách sử dụng rất là đơn giản, chúng ta cho Hot Gel vào lòng bàn tay. Chúng ta sử dụng một lượng vừa đủ thôi nha. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái Hot Gel này để chúng ta massage lên phần mỡ bụng của mình. Chúng ta sẽ thoa đều phần gel lên phần bụng. Rồi sau đó nhớ giúp Liên là phải rửa tay thật là sạch sẽ và lau khô để cho cái tay của mình không có bị nóng nha. Tiếp theo các bạn sẽ dùng cái quấn ni lông mà được sản phẩm tặng kèm á. Chúng ta sẽ quấn hai vòng xung quanh bụng của mình. Khi mà quấn á, chúng ta nhớ dùng tay áp chặt vào nha. Thì cái phần ni lông này á, nó sẽ giúp cho hot gel không có bị thất thoát ra ngoài, không có bị dính vào quần áo nè. Đồng thời nó sẽ làm tăng thêm độ nóng cho hot gel. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ dùng một cái định hình để chúng ta định hình phần eo và phần bụng của chúng ta lại. Hiện tại như các bạn, trên thị trường thì có hai loại nịt, đó là loại nịt gài nút và loại nịt dán. Thì Liên thấy rằng cái nịt gài nút á, dùng nó bất tiện, nó lâu nhưng mà hiệu quả rất là cao, bởi vì nó vừa định hình được eo mà vừa định hình được bụng nữa. Còn cái nịt dán thì chỉ định hình được phần eo thôi. Wow, rất là nhanh, gọn và lẹ. Chúng ta chỉ cần sử dụng trong 1 tuần lễ sẽ mang lại hiệu quả rất là cao, 4 cho đến 6 cm cho 1 tuần lễ sử dụng nha các bạn. Hot Gel tuyệt vời, cùng trải nghiệm nha.